tại kênh phân phối về dầu mỡ của mình thì nằm trong các cái giải series giới thiệu về các cái sản phẩm của Shell. Thì hôm nay mình muốn mang đến cho bạn một cái sản phẩm của Shell là Shell Superac ATF D2, là dầu trợ lực tay lái cho xe tải và xe con, và nó tích hợp cho các cái hộp số tự động. Và ứng dụng của cái dầu này như nào thì mình sẽ giới thiệu qua bạn trong cái video này nhé. Thứ nhất là dầu này dùng cho ứng dụng các cái trợ lực của xe tải và xe con, gồm các cái chi tiết như là hộp số tự động của xe con này, và hộp số tự động của xe tải nặng, và bộ chuyển động của các cái xe việt giả, như bộ phận trợ lực tay lái cũng như các cái hệ thống thủy lực. Thì dầu này cũng mang đến tính năng và lợi ích như nào thì thứ nhất là nó giúp cho việc vận hành các cái hệ thống chuyển động của ô tô một cách ổn định và tin cậy, hữu dụng nhằm hạn chế thiệt hại nhất về mặt kỹ thuật. Thứ hai là nó khả năng chống oxy hóa cao, giúp cho quá trình phân hủy dầu nó không bị và không bị tính năng thay đổi. Thứ ba là tiêu chuẩn chấp thuận thì nó được chấp thuận các cái tích hợp của các cái loại dầu Dexon ID và Allison C4. Thì cái dầu này có độ nhất động học ở 40 độ C là 34,6, và độ nhất động học ở 100 độ C là 7, và chỉ số độ nhất là 140, cũng như điểm chớp cháy COC là 189, và điểm nông đặc là của nó là -45. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình về cái dầu này cho bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh giúp mình nhé, để mình có động lực làm video tốt hơn cho bạn. Một lần nữa mình xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.